Rồi. Ông Trư cho Bo một trái nào. Hái cho Bo một trái tắt nào ông Trư. Cho Bo xin một trái nào. Wow, vườn nhà ông Trư có hai cái tắt nè các bạn ơi. Nhiều quá. Nhiều quá lắm. Nhiều tắt quá. Rồi. Quanh đây có cái cái gì đây, cái khế. Vườn nhà ông Trương rất là nhiều loại trái cây nè. Rồi đi ra đây coi thử coi còn nữa không nha. Vườn nhà ông Trương rất là nhiều loại trái cây. Rồi tiếp theo ông Trương sẽ dẫn Bo đi xem cây chuối nha. Chưa có ra trái. Wow, đây có một cây mít nè ông Trư. Cây mít này là cây mít gì ông Trư? Cây mít Thái này còn nhỏ mà ra được mấy ba trái. Bốn trái. Đây các bạn có thể thấy đây là cây mít Thái nè các bạn ơi. Cây mít này là bị sâu rồi. Dưới này còn hai trái mít nữa nè các bạn ơi. Rồi cảm ơn bạn Bo, cảm ơn ông Bo nha. Cảm ơn ông Trư đã dẫn Bo đi tham quan vườn nhà ông Trư. Yeah.